Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 1 tháng 2 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn, phải sánh ngang vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong mỏi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 chính thức ra mắt đại hội. Quảng Ninh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trong vùng bị phong tỏa để hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ít nhất 3 biến thể của virus SARS-CoV-2 đã lây lan xuyên quốc gia. Đáng lo ngại khi virus biến chủng ngẫu nhiên đều có thể ẩn chứa trong mỗi ca bệnh. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí trong đoàn chủ tịch đại hội. Tham dự phiên bế mạc có các đại biểu khách mời gồm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.